9. Rồi, 3, 7, 9 đúng một loại đúng tín hiệu. 18. 18 có 1. 21. 21 có 2. 39. 39 có 3. 46. Có đủ. BNZ ạ. Dạ kính thưa quý vị, dân loại này là Nam Phương Giang. Mời quý vị đã đến phòng 2 với là logo với chủ đề thì chúng tôi xin dùng béo. Thế là hài lòng đến quý vị trong chương trình tối đêm nay. Lâu lâu, có tiếng Anh thì nổi chạy à. Dạ xin dùng béo. Dạ mời quý vị nhớ tham gia tham dự ủng hộ dù cho chúng em. Coi như là kích lệ tinh thần, chỉ có 30.000 đồng thôi quý vị. Còn ngay từ bây giờ cho các thi với là người đẹp của Biên Phụng, xin mời hai chủ nhân lên đây hộ trợ dùng cho lô tương nam và quay lòng cầu. Đặc biệt quay lòng cầu thì quý vị sẽ được tặng quà đi quý vị, một con gấu a bông nhỏ nhắn dễ thương lắm quý vị ơi. Nên là cho em mời hai người, em mời anh luôn đến đây bọn dập tiếp rồi đâu anh này. Trời ơi xảy ngọ vậy ra chỉ mời em luôn, trời đứng lên ra chậm dạy lên đi lên thôi chị ơi, chị nhìn kỹ đi, bé này như là bé bóng kính nha. Không phải đâu em. À, nó bóng lộ, cái kia nó bóng lộ. Bóng lộ hả? À, vậy là bóp tùm lộ rồi. Rồi, xin mời bé bóp tùm lộ của mình, xin hấu à, nhanh lên em. Và bây giờ, chị em mình mời cái nhạc con lá cho chúng ta bắt đầu. Yeah, sure. Chúc cho quý vị nơi đây, có một mùa giáp sinh đó là an lành và gia đình hạnh phúc. Quay lại. Mà còn bị vô quan chứ chấp đồ dân bởi người ấm là em phải làm sao nhờ quan đổi con người ta, con người ta, con người ta, mấy chị ra, mấy chị đây, mấy chị ra, mấy
mẹ liệu thân đôi đã già rồi, tay thân ngân hàng tình cầu xa, nhà bên trời để con bình an, ngàn hào quang bá ra thân thân, mẹ liệu sông thép tim anh nhìn màu, cha cũng như sao, bốn mười sao, bốn mười sao, bốn mười sao. Dạ rồi, thưa quý vị, còn ngay từ giờ xin mời quý vị mình pha cái điều tuổi em bé và con số 18 nó có một điểm 25 độc giải vòng loại 30.000 đồng, và ngay từ giờ chúng em triển khai cho quý vị vòng loại đặc biệt vòng loại 1 chỉ vàng, chúng ta sẽ mua tập tổng đáp bé với giá là 40.000 đồng nha quý vị nha. Vâng, 40.000 đồng cho vòng loại tiếp theo và cơ hội chúng qua 1 chỉ vàng DNC. Rồi xin được phép cho anh trai xin rồi, rồi mời anh vô đây đứng luôn nha, em qua bên kia hỗ trợ. Mã 379. Rồi 379 đúng một loại đúng tín hiệu. 18 có 1. 21. 21 có 2. 39. 39 có 3. 46. Có đủ. 3 5. Đúng một loại đúng tín hiệu. 18. 18 có 1. 21. 1 có 2. 39 có 3. 46 có đủ. Dầm lợi 374. 374 có dầm lợi đúng tín hiệu. 18 có 1. 21 có 2. 39 có 3. 46 có đủ. Rồi tặng 2 con gấu cho 2 người dùng chị đi chứ. Rồi chị cảm ơn em đã hỗ trợ nha. Rồi 3 vị khán giả đã hợp lệ con loại này cho các chủ quý vị. Mỗi người sẽ nhận về cho mình để chính là con bao liền thi chị giá 870.000 đồng, 800.000 đồng và 800.000. 870.000 đồng. Mỗi người một con gấu, mỗi người một vui chờ của Nhạc Hoa Sài Gòn Tâm Đức và mỗi người một cái cạp để bớt 30% của Susu 69 nè. Dạ. Rồi. Cùng cảm ơn nhiều nha. 840.000 đồng. Và cùng cảm ơn nhiều. Và cái chương trình này chúng em dựng lên ra đó là đồng lời 40.000 đồng, chúng ta sẽ được nhận quà đó là 1 chỉ vàng và BNC ạ. À. Và bây giờ các chú chúc các chú bạn ơi, ai cho có like chúng ta tham gia tham dự cùng phụng nha. Dạ đúng rồi, thưa các quý vị, một game như vậy thì chúng ta chỉ có một nha, thì đó là ba phòng lời đặc biệt thôi. Thật ra là ai giờ chưa có lẽ mình nên là đầu tư, có đầu tư thì có cơ hội may mắn lộc dài, đúng không chị Cát Huy? Dạ đúng rồi đó. Trong chương trình chiều tối hôm nay, quý vị sẽ gặp gỡ với nữ ca sĩ Mia, sẽ làm hài lòng đến quý vị với những bài hát rất là đặc biệt trong chương trình tối hôm nay. Dạ. Ngay từ bây giờ, những người đẹp chúng em đang hoạt động và gạo mời những tấm vé là 40.000 đồng một vé. Thì ai đã đến đây rồi thì tất nhiên là Hương Nam lúc nào cũng phục vụ cho quý vị đến nơi. Quý vị có việc nhích nhẹ một ngón tay thôi, quý vị là người đẹp và các thi nào cũng như Mỹ Lệ, tất cả các anh chị em trong lô tô Nam thấy vé sẽ phục vụ cho quý vị đến nơi. Còn ngay từ bây giờ, quý vị tại sao mà chị đứng đó chị nghe?